Nha, có nghĩa là bây giờ máy mà cắm vào như thế này, có nghĩa là máy nó đã có nhiệm vụ sau. Thế là đây là quá an toàn. Cái này nếu mà mình cất đi thì con nó không bình thường, và mình cất về tất cả những tính năng của máy này không hoạt động được đây. Bây giờ bật ra ngoan. Khi mắc vào thì cầm lên này nhé, chứ không phải cầm mình bắt ra như này mà đẩy ra như này.
Đây, ngoài có ấn được không? Đây, cái này để đứng lên đây để xoay đây hả?